Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Và xin thưa với các bác, lò lại rực lửa và hôm nay thì tôi rất là vui nhưng cũng khá là buồn khi mà chia sẻ với các bác rằng hai tin đốt lò. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Mong các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tin đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bác đó chính là một cái thứ khoáng sản, một cái thứ tài nguyên mà có lẽ Trung Quốc sợ nhất Việt Nam thôi, còn không sợ bất cứ nước nào trên thế giới cả. Đó chính là đất hiếm. Đó, chúng ta có tài nguyên đất hiếm vô cùng và hôm nay thì xin thưa với các bác, trong một diễn biến vô cùng bất ngờ, đợt trước tập kích rồi là vân vân mà bên xã cũng như là bên huyện không biết gì, thì với công ty tập đoàn Thái Dương thì hôm nay là đã bắt tổng giám đốc để điều trị để mà điều tra về cái hành vi khai thác khoáng sản là đất hiếm. Đây là thông tin mới nhất được đưa trên báo Lao Động, tức là đã bắt tạm giam chủ tịch tập đoàn Thái Dương rồi. Đó, tức là ông Đoàn Văn Huấn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương thì đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi là khai thác khoáng sản là đất hiếm. Và ngày 3 ngày trước thì cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm tài nguyên này và lệnh và xin thưa các bác đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 đối tượng. Và sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tại 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 gọi rằng là tại mỏ Yên Phú thuộc xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thì công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương thì đã có thể nói rằng là C03 là đã bắt đũa này. Và quá trình điều tra thì xác định là ông Huấn đây là chủ tịch quản trị và kiêm tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Chính là phó tổng kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần Thái Dương thì đã chỉ đạo và tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép là hơn 11 xin hơn bác rằng là 11.233 tấn quặng đất hiếm và có trị giá khoảng 440 tỷ đồng đó, và khoảng độ tầm 152.856 tấn quặng sắt thì có giá trị là 192 tỷ và hưởng lợi bất chính là số tiền rất lớn là 632 tỷ đồng đó. Thì ngoài ông Huấn và ông Văn Chính thì còn thỏa thuận với công ty đất hiếm Việt Nam và công ty Hợp Thành Long Phát để mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá để ngoài sổ sách kế toán là hơn 28 tỷ. Và xin thưa với các bác rằng là không kê khai nộp thuế và gây hại là 7,5 tỷ. Đó. Và đã bắt Đoàn Văn Huấn rồi, chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là một lĩnh vực có thể nói là rất mới và chúng ta mất đi cái tài nguyên của chúng ta, tức là đất hiếm. Đất hiếm thì ứng dụng rất nhiều ở trong nhiều 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 thiết bị điện tử và công nghệ chip, công nghệ lõi, vân vân. Và đây là một trong những có thể nói rằng là tài nguyên mà Việt Nam rất dồi dào phong phú. Việc mà C03 bắt như thế này và điều tra làm rõ như thế này trong một tình huống có thể nói là đột kích hàng trăm cảnh sát đến công ty và sau đó rằng là gọi rằng là bao vây và sau đó là tìm hồ sơ tài liệu và bây giờ thì đã khởi tố bắt tạm giam cả chủ tịch rồi. Và đó là cái việc mà thế nhưng mà xã với huyện không biết gì. Như vậy thì tỉnh có thể không biết, bởi vì nếu không thì tỉnh cũng đã gửi công văn xong phối hợp, đúng không ạ? Thế cho nên câu chuyện về đất hiếm là một câu chuyện có thể nói là một điểm rất sáng trong công cuộc đốt lò hiện nay. Bởi vì chúng ta không thể nào mà để cho cái đội quặng cái thứ tiên thế này nó tuồn đi nó bán ở đâu đó. Đó. Tự dưng lại nhớ tới bí thư Văn Vịnh và cái số tiền mấy trăm tỷ như thế với hàng triệu tấn thì nghe có vẻ là không phải là cái, nghĩa là người ta vẫn nghi ngờ, người dân vẫn nghi ngờ rằng là không phải là chỉ có từng đấy đó, không phải chỉ có từng đấy đâu, đúng không? Nhưng mà đó thì cơ quan điều tra đã kết luận rồi, chúng ta phải tin thôi. Đây là thông tin thứ nhất để mà chúng ta thấy đây là một điểm sáng, nhưng mà có một cái điểm nó chưa sáng lắm thì đó chính là hình ảnh mà tôi để ở đây. Thì nó chưa sáng ở điểm nào, đó là bởi vì là trong trong khi là báo cáo với các bác là những cái hoạt động khác vân vân thì bị xử lý rất là mạnh tay ví dụ như vừa rồi là bắt Ngọc Trinh rồi hay là bắt CEO Phương Hằng thì rất là mạnh tay trên mạng xã hội. Thế nhưng mà ở đâu đó chúng ta lại thấy rằng là một số các quan chức thì lại mức rất là nhẹ, cái xử lý lại rất là nhẹ.
Tôi chỉ lấy ví dụ như anh Trung Ngọc Anh thì không bị cái tội là tội nhận hối lộ. Tương tự như vậy thì Bí thư Văn Vịnh để cũng nhận quà cảm ơn đến tới 5 tỷ đồng, thế nhưng mà cũng không bị quy vào cái tội nhận hối lộ. Đó. Mặc dù là nhiều khi là chuỗi hành vi của họ là sai một cách có hệ thống, nhưng mà chúng ta lại chưa thấy. Đó. Thế nhưng vẫn chưa sốc luôn, chưa sốc. Bởi vì xin thưa với các bác rằng là cùng đồng phạm thì gây thiệt hại tới 460 tỷ đồng. 460 tỷ đồng nha. Thì cựu chủ tịch của VEC ấy, thì chỉ bị đề nghị là 36 tháng tù và cho hưởng án treo. Đó. Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi thì đó là một cái cao tốc xin thưa với các bác rằng là vốn đầu tư rất nhiều. Và đây tôi nhớ bác Bình thì bác ấy phải mất rất nhiều thời gian để các bác ấy đi tìm chứng cứ, rồi bác ấy đi viết đơn tố cáo, rồi nhận lại bao nhiêu gạch đá, và thậm chí rằng là còn tuyên dương thì rất là sơ sài. Đó. Bây giờ thì chả ai nhớ tới bác đó nữa, nhưng mà các quan chức như thế này phải ra tòa và người ta đã xác định là số tiền thiệt hại thì vô cùng lớn, 460 tỷ đồng. Thế nhưng án lại vô cùng nhẹ, đó chính là chỉ có 36 án treo thôi. Đó. Đại diện viện kiểm sát thì đề nghị hội đồng xét xử là tuyên phạt bị cáo Mai Tuấn Anh là cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc của VAC, mức phạt là 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó. Xin thưa với các bác. Còn cao nhất thì chỉ là đến 7 năm tù. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về ứng dụng pháp luật, điều tra vân vân thứ nữa thì rất mất công mất sức. Thế nhưng mà đến khi mà ra tòa thì nó lại rất nhẹ, nó lại rất nhẹ. Và chúng ta xin thưa với các bác rằng là xin thưa với các bác rằng là án nhẹ quá, trong khi đó những hành vi của họ thì thật sự rất là đáng đáng lên án. Với người dân thì thật sự là rất nặng. Người bạn tôi có gửi cho tôi cái bài báo đó, 42 tháng nghĩa là 460 tỷ. 460 tỷ. Nhưng mà báo cáo với các bác rằng là chỉ có từng đề án treo, từng đề án tù nhưng cho hưởng án treo. Trong khi đó vụ cô Lê Thị Dung thì người ta là áp cho cái tình tiết tăng nặng, và trong khi đó là chứng minh phạm tội chưa rõ ràng, nhưng cuối cùng là cho là 5 năm tù, mãi đến khi phúc thẩm thì mới giảm xuống bằng gần như là đúng cái thời gian tạm giam để cô được ra tù. Thì chúng ta thấy rằng là rất lạ, rất lạ. Hay như là vụ chứng minh Trần Hùng nhận hối lộ thì chưa rõ ràng, gần như chỉ có một lời khai duy nhất, thế nhưng mà cuối cùng vẫn bị áp một cái mức là 9 năm tù. Và Trần Hùng thì nổi tiếng là chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống hàng gian hàng giả, không chỉ bằng hành động thực tiễn mà ngay cả trong những cái buổi họp trong đảng, trong cơ quan thì đều có những cái phát ngôn có thể nói rằng là chạm tới rất nhiều người. Ví dụ đã từng hỏi rằng là một cuộc họp rằng là thế có bảo kê không, quản lý thị trường có bảo kê không, thì tôi không biết rằng là như thế nào nhưng có vẻ như chạm tới rất nhiều người. Cho nên Trần Hùng một người như thế mà cuối cùng là bị lãnh án 9 năm tù. Chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện. Cho nên vấn đề ở đây á, là tôi nghĩ vẫn là bên phía hội đồng xét xử, cơ quan tư pháp nên lập ra một cái trung tâm để mà giải đáp thắc mắc pháp luật. Tại sao? Về mặt hình thức thì hành vi này với hành vi kia là tương tự nhau, nhưng bên này lại xử rất nặng và bên kia thì lại xử rất nhẹ. Căn cứ vào đâu để cho ông này là 3-4 năm tù, nhưng mà cho hưởng án treo, còn căn cứ vào đâu lại cho ông kia đến mười mấy năm tù giam? Tất cả thứ đó cần phải có một cái sự thống nhất. Bởi vì nếu không thì người dân không biết đường nào một lần, và thậm chí là các cán bộ cũng không biết đường nào một lần, và đâu đó này lại lan truyền những cái thuyết âm mưu, những cái mang tính chất xuyên tạc, ví dụ như là nó có tiền nó chạy, hoặc nó chạy ông nọ chạy ông kia, có tiền là xong, vân vân, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta hạn chế bớt này đi bằng cách rằng có hẳn những cái trung tâm giải đáp thắc mắc, để mà từ đó chúng ta thấy rằng là bản chất sự việc nó là như thế nào. Tại sao ăn cắp một cái ổ bánh mì, một cái con gà mà lại tính 7-8 năm tù, trong khi đó bên kia ăn cắp đến hàng bao nhiêu tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, cả ngàn tỷ thì lại chỉ bị có từng đến năm tù. Thế thì rõ ràng chúng ta cần phải xác định rõ cho nó rạch ròi để pháp luật nó được ứng dụng một cách rất là đúng đắn, để mà người dân cũng như là cán bộ sẽ không vi phạm
vì biết khi dính vào cái hành vi đó là đứt chặt, đúng không? Tin đốt đỏ rực lửa, nhưng mà nó vẫn có cho tôi những cái cảm nghĩ và những cái có thể nói là trăn trở. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.